Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Sáng nay 16 tháng 7, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 10 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khoảng 120 đến 140 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6 giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm của áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 10 giờ ngày 17 tháng 7, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên bờ biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50 km tính từ tâm của áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, suy yếu và tan dần. Đồng thời, trong sáng nay 16 tháng 7, trên vùng biển đông bắc của đảo Luzon, Philippines, xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khác, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 9. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Như vậy, đêm nay 16 tháng 7, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào phía bắc biển Đông. Đến 7 giờ ngày 17 tháng 7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía bắc biển Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 650 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía đông Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ vùng tâm bão. Ngoài ra, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay, trên biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau trong ngày và đêm nay có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn là cấp 1. Tiếp nối bản tin, xin mời quý vị và bà con đến với những dự báo cho các vùng biển trong 24 đến 72 giờ tới. Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ từ nay đến 3 ngày tới, thời tiết chuyển mưa dông mạnh kèm lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 7. Vì thế, bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi để đảm bảo an toàn. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết cũng có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy, gió giật rất nguy hiểm trong đêm nay và ngày mai khiến biển động, sóng cao và không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Lui xuống vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai gió Tây Nam có cường độ trung bình, nhưng thời tiết tiếp tục bất ổn tại phần phía bắc của khu vực, đặc biệt là vùng biển Quảng Trị. Do vậy, tàu thuyền hạn chế di chuyển lên vùng có thời tiết xấu. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và đảo Phú Quý, trong 2 cho đến 3 ngày tới, thời tiết chỉ có mưa vài nơi. Tuy nhiên, gió Tây Nam ở mức cấp 5, đôi lúc mạnh lên cấp 6 nên phần nào cũng gây trở ngại cho tàu thuyền có trọng tài nhỏ. Lui xuống vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Côn Đảo, trong 2 ngày tới, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc là cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, cùng với mưa dông xuất hiện nhiều nên không an toàn cho các hoạt động khai thác trên biển. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu. Trong 3 ngày tới, gió Tây Nam ở khoảng cấp 4 đến cấp 5, biển không động nhưng mưa dông xuất hiện nhiều nơi nên cũng gây trở ngại cho tàu thuyền lưu thông. Sang đến khu vực Vịnh Thái Lan, mưa dông vẫn xảy ra rải rác trong ngày với khả năng có gió giật trong cơn dông nên gây đôi chút trở ngại cho các hoạt động hàng hải. Gió Tây Nam từ cấp 4 đến cấp 5, biển không động. Khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và 3 ngày tới, mưa dông liên tục xảy ra cộng với mức gió mạnh từ cấp 6 đến cấp 8. Do đó, tàu thuyền không nên ra khơi xa và cần gấp rút tìm nơi trú ẩn an toàn. Khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc trong 3 ngày tới, gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh tiếp tục duy trì, đặc biệt là ở phần phía đông khu vực nên bà con ngư dân tránh đánh bắt xa bờ trong những ngày tới. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm khu vực phía Nam quần đảo Trường Sa, Huyền Trân, Song Tử Tây. Trong 2 ngày tới, gió đạt cường độ khoảng cấp 6, có lúc tăng lên cấp 7, giật trên cấp 7 nên biển động mạnh. Thời tiết tiếp tục có mưa dông trong cả ngày, đặc biệt là ở phần phía Tây Bắc của quần đảo Trường Sa nên không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết biển của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!